Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, bản nghị quyết về nhân quyền của Nghị viện châu Âu được ban hành vào giữa tháng 11 năm 2018 cũng đề cập đến việc Việt Nam phải ký ba công ước quốc tế về lao động. John Seaton, giám đốc vận động ban Á Châu của Human Rights Watch đã hoàn toàn đúng khi nhận định trong một thông cáo đăng trên trang web của tổ chức này hôm 10 tháng 11 năm 2019. Xin được trích nguyên văn: "Vội vàng thông qua hiệp định thương mại với Việt Nam sẽ là một sai lầm lớn. Làm như vậy là tưởng thưởng cho Việt Nam trong khi nước này chẳng làm gì cả. Thông qua EFTA là đánh đi một thông điệp tệ hại cho thế những cam kết và Liên minh châu Âu đã đưa ra trước đây, là dùng thương mại như một công cụ để quảng bá nhân quyền trên toàn cầu không còn đáng tin nữa." Xin hết. Thông cáo trên xuất hiện trong bối cảnh do áp lực của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu, một số thành viên trong Nghị viện châu Âu đang tìm cách đẩy nhanh phê chuẩn EFTA, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU, bất chấp Việt Nam đã lờ đi những lời kêu gọi liên tiếp đòi Hà Nội cải thiện hồ sơ nhân quyền. Dự kiến các biểu quyết chủ yếu về mặt thủ tục cho hiệp định này đã được lên lịch cho tuần sau. Một trong những bằng chứng rõ ràng nhất về quan điểm đánh bài lờ về các điều kiện nhân quyền của chính thể độc đảng Việt Nam là từ sau cuộc điều trần về chủ đề EFTA, nhân quyền do Ủy ban Thương mại Quốc tế châu Âu tổ chức vào 10 tháng 10 năm 2018 tại Brussels, Bỉ. Cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa chịu ký ba công ước quốc tế của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO về tự do lập hội, quyền tổ chức và thương lượng tập thể và việc bãi bỏ lao động cưỡng bức. Tại cuộc điều trần trên, các nghị sĩ đã yêu cầu Việt Nam sớm thông qua ba công ước còn lại của công ước quốc tế về quyền lao động nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động Việt Nam một khi có công đoàn độc lập. Điều mà những người tham gia đặt câu hỏi muốn biết là Việt Nam sẽ làm gì để cải thiện nhân quyền? Kế hoạch cụ thể để cải thiện nhân quyền là gì? Việt Nam cần thể hiện bằng hành động để chứng minh sẽ có thể thực hiện các cam kết. Ngoài ra cũng yêu cầu rằng ba công ước còn lại của ILO cần phải được Việt Nam ký chính thức trước khi EU bỏ phiếu chấp thuận EFTA. Bà Gren Van der Hent đã chỉ thẳng ra rằng những lời hứa về ILO của Việt Nam chỉ là lời hứa suông từ trước giờ vì chưa có gì được thực hiện, cũng như các cam kết về nhân quyền chỉ toàn là tiêu đề mà không có nội dung cụ thể. Còn bà Maria Arena thuộc Đảng Xã hội của Vương quốc Bỉ là thành viên của Nghị viện châu Âu cho biết không thấy nhiều tiến triển về phía Việt Nam. Năm 2018, từ năm 2012 đến 2018, chúng tôi nhận thấy các tiêu chí về quyền nghiệp đoàn và nhân quyền của Việt Nam vẫn chưa tiến bộ một cách đầy đủ. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể chờ thêm 6 tháng nữa để Việt Nam thực hiện lời hứa. Nhưng không chỉ là lời hứa mà là sự bảo đảm, ngay cả khi Nghị viện châu Âu phê chuẩn hiệp định này. Nghị viện Liên Âu cần Việt Nam có những chỉ dấu tích cực chứ không chỉ là lời hứa. Chúng tôi có thể cho thêm thời gian, nhưng thời gian đó phải được phía Việt Nam sử dụng để có những hành động cho thấy được sự nỗ lực của họ. Bản nghị quyết về nhân quyền của Nghị viện châu Âu được ban hành vào giữa tháng 11 năm 2018 cũng đề cập đến việc Việt Nam phải ký ba công ước quốc tế về lao động. Khỏi phải nói là ba công ước lao động còn lại thể hiện mối an nguy đến thế nào đối với chế độ cầm quyền ở Việt Nam. Vì những công ước này, đặc biệt là công ước về quyền tự do lập hội liên quan mật thiết đến công đoàn độc lập, một định chế mà từ lâu chính quyền Việt Nam đã luôn gắn ghép nó với các tổ chức công đoàn đoàn kết ở Ba Lan vào những năm 80 của thế kỷ 20. Để từ đó quy kết cho công đoàn độc lập đã nhằm thu hút tập hợp số đông công nhân để lật đổ chính quyền. Chiến thuật câu giờ của chính quyền Việt Nam liên quan đến việc ký ba công ước quốc tế về lao động là rất rõ.
Hứa hẹn sẽ ký từ trước cuộc điều trần ở Bỉ cho tới nay vẫn chỉ là một lời hứa chẳng có giá trị gì. Trong khi đó, Việt Nam vừa âm thầm vừa công khai vận động một số nước châu Âu nhằm tác động đến nghị viện châu Âu để sớm thông qua EFTA, để nếu việc thông qua này diễn ra sớm trong nửa đầu năm 2019 thì Việt Nam sẽ có luôn EFTA trong tay mà chẳng phải ký thêm bất kỳ một công ước quốc tế nào, lao động nào khác liên quan. Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu cần gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng không thể phê chuẩn hiệp định EFTA cho tới khi nào nước Việt Nam có thái độ nghiêm túc muốn giải quyết những lo ngại về nhân quyền. Ông Sitton nói, Việt Nam nên hiểu rằng nếu châu Âu trì hoãn hiệp định thì đó là do lỗi của Hà Nội chứ không phải của Brussels. Hành động cuối cùng của Liên minh châu Âu EU vào cuối năm 2018 nhằm cố gắng thuyết phục chính thể độc đảng ở Việt Nam cải thiện nhân quyền là một cuộc làm việc của tổ hợp đại sứ nhiều nước phương Tây, được dẫn đầu bởi đại sứ của EU. Với chính phủ Việt Nam về sự cần thiết hoãn hoặc hủy bỏ bộ luật quá gây tai tiếng và nguy hiểm cho quyền con người là luật an ninh mạng. Vì sao Phúc không nói về thắng lợi của EFTA? Nhưng đã không có một quan chức chính phủ có trọng lượng nào ra tiếp phái đoàn trên. Thay vào đó chỉ là Mai Tiến Dũng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ, một chức vụ thường được xem là đầu sai hơn là có ý nghĩa quyết định những vấn đề lớn. Và quả thực sau đó, ngày 1 tháng 1 năm 2019, luật an ninh mạng vẫn chính thức dương nanh múa vuốt theo lịch trình mà Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng đã sắp xếp, bất chấp phản ứng của cộng đồng quốc tế và chính phủ nhiều nước phương Tây. Yêu cầu hoãn hoặc hủy bỏ luật an ninh mạng lại nằm trong một bản nghị quyết về nhân quyền của Nghị viện châu Âu ban hành vào giữa tháng 11 năm 2018 và như một điều kiện để chính thể Việt Nam đánh đổi lấy EFTA, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu. Nhưng rốt cuộc, trong vài tháng cuối năm 2018 đã chẳng có bất kỳ thứ gì thay đổi trên nhân dạng xấu xí của Việt Nam luôn quan tâm và bảo đảm các quyền con người. Rốt cục, khi năm 2018 đã chính thức lết trôi cái thân hình rã rượi của nó qua ngày cuối cùng, trong lúc Thủ tướng Phúc vẫn say sưa nghiêng ngẹo bản thành tích về các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đã đạt được và đặc biệt là GDP tăng tới 7%, một dấu ấn không hề mờ nhạt và không hề trốn tránh về việc ông Phúc đã cố tình không nhắc chút nào đến EFTA được ký kết. Điều mà ông ta cùng hệ thống tuyên giáo của Đảng cầm quyền đã ra sức khoa trương trong 2 tháng 10 và 11 của năm 2018. Cho đến đầu tháng 12 năm 2018, Bộ Lao động và Thương binh Xã hội còn mơ màng tổ chức hội thảo cam kết lao động trong hiệp định CPTPP của EFTA với EU. Đã rõ là chủ đề hội thảo này phản ánh tư thế chắc chắn về EU cần Việt Nam hơn là Việt Nam cần EU. EFTA trước sau gì cũng sẽ được ký kết và Việt Nam thành công với EFTA, tức hiệp định này sẽ được Cộng đồng châu Âu cho phép Ủy ban Thương mại châu Âu ký kết với Việt Nam vào tháng 12 năm 2018, để sau đó đến tháng 3 năm 2019 sẽ được Nghị viện châu Âu chính thức phê chuẩn, mang lại một nguồn máu quý báu giúp cho chân đứng kinh tế của chính thể độc trị ở Việt Nam vốn đang suy nhược toàn thân thêm một thời gian cầm cự nữa. Nhưng chính phủ và Bộ Lao động Thương binh Xã hội có thể đã không cập nhật tình hình thời sự hoặc quá chủ quan trước một yếu tố mà có thể khiến EFTA tưởng như nằm trong túi Việt Nam vẫn có thể tuột ra, đó là nhân quyền trong EFTA. Bởi khác với rất nhiều quan hệ EU, Việt Nam cách đây vài năm, tình thế hiện thời đã chuyển biến lớn. Nhân quyền và công đoàn độc lập mới là số một trong những điều kiện trong quan điểm EU và hiện nay trong của EFTA. Ngày 15 tháng 11 năm 2018, gần một tháng sau khi Việt Nam đã tưởng như chắc ăn khi Ủy ban châu Âu đồng thuận làm tờ trình cho Hội đồng châu Âu để xem xét việc ký kết EFTA với Việt Nam, Nghị viện châu Âu bất ngờ tung ra nghị quyết 2018 trên 2925 RSP về nhân quyền
mà đã nhấn kỳ vọng FTA được ký kết từ xác suất cao hoặc rất cao xuống mốc 50-50. Khác nhiều với quan điểm không mấy rõ ràng và dứt khoát của Ủy ban châu Âu, ngay phần đầu của nghị quyết 2018 trên 2925 RSP đã khẳng định quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam phải căn cứ trước hết trên nền tảng tôn trọng nhân quyền, dân chủ và pháp quyền, mà trên cơ sở bảo đảm các tiêu chuẩn quốc tế về lĩnh vực này. Toàn bộ nội dung của bản nghị quyết 2018 trên 2925 RSP giống hệt như một cáo trạng toàn diện và đanh thép lên án chính thể độc đảng ở Việt Nam về rất nhiều hành vi vi phạm nhân quyền trầm trọng về các quyền tự do tôn giáo, tự do biểu đạt, tự do báo chí và Internet, bắt bớ người hoạt động nhân quyền, đàn áp người biểu tình, không chịu ký kết các công ước quốc tế về người lao động. Động thái tung ra bản nghị quyết nhân quyền của Nghị viện châu Âu vào ngày 15 tháng 11 năm 2018 đã hàm ý như một thông điệp trực tiếp cho cộng đồng châu Âu về quan điểm nhân quyền trước hết, trước khi cơ quan này họp để quyết định có cho phép Ủy ban châu Âu ký EFTA với Việt Nam hay không. Bản nghị quyết trên cũng chính thức xác lập quan điểm rõ ràng của Nghị viện châu Âu về EFTA. Điều đó có nghĩa là cho dù EFTA có được cộng đồng châu Âu cho phép ký kết, nhưng tại cuộc họp vào tháng 3 năm 2019, rất có thể Nghị viện châu Âu sẽ bỏ phiếu phản bác hiệp định này, đưa mối quan hệ giữa châu Âu và Việt Nam về cái thời mà bản hiệp định này mới chỉ là ý tưởng. Những thời khắc cuối năm 2018 và sang đầu năm 2019 đã chứng minh rất rõ ràng về hiệu ứng từ bản nghị quyết nhân quyền của Nghị viện châu Âu. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy EFTA được cộng đồng châu Âu cho phép Ủy ban châu Âu ký với chính quyền Việt Nam. Chỉ còn 4 tháng nữa, đúng vào ngày nhân quyền quốc tế 10 tháng 12 năm 2018, tức chỉ ít ngày sau khi bản nghị quyết nhân quyền của Nghị viện châu Âu ra đời, 21 đại sứ và phó đại sứ nước ngoài tại Việt Nam đã lần đầu tiên đồng loạt việc đọc tuyên ngôn nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Hà Nội, diễn ra ngay sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam tự sướng rằng bản báo cáo về nhân quyền của Việt Nam được xây dựng rất công phu với sự tham gia của 18 bộ ngành liên quan và các tổ chức xã hội. Phía Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Từ trước khi hồ sơ EFTA được Ủy ban châu Âu tổ chức điều trần tại Brussels vào tháng 10 năm 2018, đã xuất hiện nhiều cảnh báo từ giới chức châu Âu về việc nếu EFTA không kịp được phê chuẩn trước khi Nghị viện châu Âu tổ chức bầu cử, sẽ không có gì chắc chắn là nghị viện mới của châu Âu với nhiều gương mặt nghị sĩ mới và quan điểm cùng khác biệt sẽ dễ dàng thông qua EFTA. Thậm chí trong trường hợp xấu nhất, bản hiệp định này sẽ bị một nghị viện mới bộn bề công việc, trong đó bao gồm các quan điểm chiếm số đông về không thể chấp nhận cho một nhà nước Việt Nam vi phạm nhân quyền trầm trọng được hưởng lợi từ thị trường chung châu Âu, gạt phắt sang một bên để số phận của EFTA cũng hẩm hiu tương tự như hiệp định TPP vào đầu năm 2017 khi bị Mỹ rút ra. Thực tế đang ứng nghiệm với kịch bản trên. Chỉ còn khoảng 4 tháng nữa là đến kỳ bầu lại Nghị viện châu Âu. Ngay trước đó là cuộc họp 3 tháng tháng 3 năm 2019 của tổ chức này. Nhưng một khi EFTA vẫn không được ký kết, lấy đâu ra cơ sở để Nghị viện châu Âu họp phê chuẩn? Đã quá rõ là từ cuộc điều trần ở Bỉ vào tháng 10 năm 2018 cho đến cuối năm đó, chính thể độc đảng Việt Nam đã chẳng chịu làm một điều gì để cải thiện nhân quyền. Cũng đã quá rõ là chính vì nguyên nhân do rất chính yếu ấy mà cộng đồng châu Âu đã không cho phép Ủy ban châu Âu ký EFTA với Việt Nam, cho dù bản thảo của hiệp định này đã khá đầy đủ và nằm sẵn trên bàn chỉ chờ ký. Ngay cả chuyến công du của nữ phó chủ tịch Nghị viện châu Âu, bà Heidi Hautala, đến Hà Nội vào tuần đầu tiên của năm 2019 cũng chẳng hé ra chút hy vọng nào cho chính thể Việt Nam. Trong lúc Chủ tịch Quốc hội Việt Nam bà Nguyễn Thị Kim Ngân lại một lần nữa mong muốn trên cương vị mình là Phó Chủ tịch sẽ ủng hộ và thúc đẩy EFTA sớm được phê chuẩn khi được ký kết.
Bà Heidi Hautala đã chẳng hé môi bất cứ từ nào về bản hiệp định phải được đánh đổi bằng quyền con người này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình kế tiếp của chúng tôi.